đôi ta có nhau. Bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói, giờ câu yêu phôi phai cũng chỉ vì ta quá hờ. Biến yêu thương này thành bao khổ đau. Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng ban chia để lại làm cuộc đời ta đớn đau. Có điều gì mang này còn đâu, cùng này làm lời anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì, trong tim anh giờ trái đắng còn lại một mình sâu lắm. Cuộc đời đã mất chỉ bao nhiêu thứ mình đã có, chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai anh khiến em giơ tay buồn rơi. Bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng đợi xin một lời tha thứ. Đi cũng là thời gian vừa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng mặn chia đi lại làm cuộc đời ta đớn đau. Có điều gì vàng này còn đâu, cùng này làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người. Rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì, trong tim anh giờ trái đắng cũng lại một mình sâu lắm. Sai anh khiến em giơ tay buông chơi. Bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỡi lòng vẫn biết anh chẳng ta xin một lời tha thứ. Cuộc đời đã mất chỉ bao nhiêu thương yêu. Lòng này đã sai anh khiến em giơ tay buông rơi. Bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỡi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thứ. Dạ thưa quý vị, đó là Tiến Thành với ca khúc Tha Thứ. Có lẽ cũng dễ hiểu phải không các bạn? Có tha được không? À. Không phải, tại vì khi người ta muốn tha thứ, người ta phải thể hiện cái sự nhiệt tình của mình như vậy. Người ta phải quằn quại, người ta phải đau khổ như vậy. Cho Như hỏi cái là cái những cái động tác đó là bạn nhìn thấy anh Khánh Phương làm hay là cái này là do bạn tự thể hiện? Dạ, cái động tác này là của anh Khánh Phương trong cái bài Tha Thứ. Wow. Thì đã nói thật rồi mà muốn tha thứ mình phải dằn xé mình như vậy người ta mới thương, người ta mới tha thứ cho mình. Nó được giống như là một bài múa đương đại thật sự luôn đó mọi người. Đây là fan cuồng đúng không? Em duyên dáng quá cưng ơi. Anh nghĩ em hơi vu oan cho Khánh Phương á, chứ Khánh Phương sao vậy anh? Không làm vậy đâu. Chị nói thiệt á, nếu mà mọi người bầu em là thánh diễn đó thì em sẽ xin nhường ngôi lại cho Khánh Phương. Mà nếu Khánh Phương diễn giống như em như vậy là bởi vì chị giật mình mấy cái động tác của em, chạy vì chị chưa coi Khánh Phương diễn. Chị xe qua chị hỏi, ủa Khánh Phương diễn vậy hả Tư? Đó. Cái đoạn mà đại bàng xè bãi cát á. Lâu lâu có cái. Dạ, tại thật ra bản thân Đại Nghĩa cũng vậy, coi Khánh Phương là coi qua MV. Thành ra là cũng không có biết rõ là khi Khánh Phương trình diễn ngoài sân khấu có quằn quại như vậy hay không. Không, tôi xác định là có. Hồi xưa tôi đi hát, ổng là có cái này. Nhưng mà thật ra làm tới mức độ như bạn thì cũng không biết là có hay không. Nhưng thực sự ra là có đó. Tại vì Phương, tôi thích nhất là cái chiêu mà Barcelona đó đang đi cái hi sạch 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 đi à, tôi thích cái đoạn đó.
rất là giống, cái đó thật thiệt. Có với có cái là giờ thì bằng thi thì bạn làm đậm nét hơn tí thôi thì nó mới gây cười, thì tôi nghĩ là cái điều đó cũng biết ok, dễ thương mà. Khánh Phương á là có học vũ đạo này kia, và anh thấy là trong một số cái chương trình trình diễn đó là Khánh Phương có đội cái mũ nè, sau đó là có đeo một cái găng tay màu trắng giống như dạng Michael Jackson vậy đó, và biểu diễn những cái động tác á, ở những cái đoạn mà gian tấu này kia đó thì biểu diễn đưa tay này chân và hình như là đi dạng như cá heo một chút xíu. Cái gì? Rất là nghèo. Cá heo đi làm sao anh? Anh không đi được cái đó, nhưng mà đi ngược lui. Nó giống như Michael Jackson. Anh ơi, cái này người ta gọi là moonwalk hả? Đây là moonwalk. Tại sao lại có cái vụ mà đi cá heo? Không, cá heo đi sao? Vì biết sao? Vì cá heo á lúc mà làm xiếc á là nó có thể đi được trên mặt nước á. Đúng rồi, lúc đó cá heo đi ngược như vậy luôn. Anh chưa thấy con cá heo hả? Không, anh chưa thấy nó đi kiểu cái, đó. Cái thuật ngữ này một cái thuật ngữ cũng khá là nôm na thông dụng để dùng cho đó. Ok. Bây giờ thì mình dùng cái hình ảnh mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam muốn nói. Tức là những cái khiên cá heo làm xiếc nó đứng dựng lên và nó lướt từ mặt nước thế này. Chặt đạo diễn hả? Moonwalk đó. Cha tự điển đi nha. Em chỉ biết tiếng Anh nó tên là moonwalk thôi chứ không biết cái vụ mà đi cá heo, không lẽ là nhưng mà mọi người có công nhận á là Trấn Thành đi cá heo rất đẹp mà mặc dù mặc áo khỉ. Trời ơi, anh Thành tất nhiên là phải đi cá heo đẹp rồi. Nhưng... gì đó con cá bạc má. Anh Thành dễ thương. Không, anh nghĩ là em... tôi miết à. Anh nghĩ là em nếu mà có học thêm, có vũ sư bày em những cái động tác đó đó, em làm chuyên nghiệp như là Khánh Phương á, thì nó sẽ ra hơn và cũng là quằn quại, nhưng mà quằn quại trong cái sự chuyên nghiệp của những cái động tác vũ đạo. Chứ hiện nay vừa rồi là đúng là em quằn quại trong cái nỗi tuyệt vọng giữa một cái đảo hoang nào đó mà vắng người á, anh nghĩ vậy. Không nha, thì anh phải cãi, anh bảo vệ em tới cùng. Là bây giờ tại vì đây là vòng đầu, nếu em vào vòng trong còn có cái để hoàn thiện, như giờ làm tốt quá rồi vào vòng trong làm gì nữa. Và cái vừa rồi em làm rất đáng yêu, em hiểu không? Em làm cho cả khán phòng vui. Minh Tuyết Cẩm Ly quay qua, ủa lại này vậy hả, kiểu gì? Em hiểu không? Em làm cho cả giám khảo hoang mang. Anh thích cái điều đó. Đúng, tôi cũng thích như vậy, mặc dù tôi không biết rằng Khánh Phương có thật sự làm như vậy hay không. Nhưng mà khi xem bạn ấy diễn á, mình cảm giác rất là vui, có cảm giác rất là giải trí. Em làm vậy là anh tha thứ cho em liền luôn á. Cái sự thành tâm của mình mà, đúng không? Chị cũng chưa thật sự là coi Phương diễn cái bài này như vậy. Có thể là chị nghĩ là có cái phong cách của Phương ở trong đó. Có. Nhưng lại nhắc nhở tụi em một lần nữa. Đừng có bị quá, ví dụ là em chỉ diễn là một cái ít cái phong cách để mình thấy là hình ảnh của Khánh Phương, chứ em bưng nguyên cái si em làm nhiều quá lại bị một vấn đề lần nữa là quên hát mất tiêu luôn. Đúng rồi, chút xíu nữa mất luôn cái câu mình lạm dụng quá về cái phần biểu diễn về hình thể. Nhưng mà phải ghi nhận một điều rằng em có sự đầu tư, em có nghiên cứu rất là kỹ, cho nên em mới làm hết cả nguyên một cái đoạn đó như thế. Bấy nhiêu giọt sầu em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu giọt say bấy nhiêu hơn giờ em đã lỡ vương mang vì anh. Đêm phố từng cánh cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cuốn yêu kéo tình yêu em dành cho tôi. Hãy tin anh lần cuối này.
cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tìm vì anh mà sương mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lâu, vì tình yêu anh hợp. Cuộc vui bấy nhiêu giọt sầu em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu giọt say bấy nhiêu hơn giận em đã lỡ vương mang vì anh, hiếm thâu từng cơn cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cô níu kéo tình yêu em dành cho tôi. Lần cuối này thôi, dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà rung mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Vì tình yêu lần cuối này thôi, dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà sương mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Mời các vị giám khảo nè. Trấn Thành xin mời. Trời ơi tôi lo muốn xỉu. Hai bạn hát cái bài này cái tone nó hơi cao thì phải. Chắc là hôm nay do, một là chắc điều kiện sức khỏe hả, hai là do chắc cái tone này nó cũng cao quá so với hai bạn, nên cái kiểm soát nó đúng là nó hơi chơi vơi. Dĩ nhiên nó không phải là tệ, nó chỉ bị hơi trên ven và hơi lo lắng cho người nghe mà thôi. Cả Lệ Quyên và Quang Dũng đều là hai hình tượng mà hai bạn đã làm khá là tốt ở cái vòng trước. Nhưng với cái vòng này, bạn hóa thân thành Lệ Quyên chưa thật sự tinh tế trong cách điều khiển cái voice của mình. Tại vì bạn quá tập trung vào việc gò khẩu hình, nên đôi chỗ nó không tự nhiên. Có nghĩa là mình phải làm sao cho giống Lệ Quyên một cách tự nhiên nhất. Còn đối với bạn Quang Dũng thì nó cũng cao luôn so với... Nếu mà với tone của anh Quang Dũng ở ngoài đời nó cũng là cao luôn, mà bạn hát như vậy thì đối với Thành cũng là tốt rồi. Nhưng nó thiếu đi những cái đặc trưng của anh Dũng. Ví dụ như những cái mà hơi nghiến cái hàm dưới á. Anh Dũng hát nó hơi có đưa cái hàm dưới ra ngoài một tí. Và cái âm mũi của anh Dũng nó phải nhiều hơn tí. Thì lần này thì Thành thấy là bạn Tuấn lại không có kiểm soát như lần trước. Hơi tiếc cho hai bạn ở tiết mục này.
Minh Phương bị không tới nốt nhiều hơn, nhưng mà cái âm sắc cao của bạn thì nghe nó vẫn ra được Lệ Quyên trong đó. Nhưng mà chị cảm giác như thế này nè, Minh Phương, em hát cái bài này á, chị không thấy em bỏ cái hồn vào trong cái bài. Cái cách mình ngắt câu, chia chữ á, nó bị đều quá, nó thiếu đi cái cảm xúc ở trong đó của Lệ Quyên. Còn riêng về Tuấn hát á, nghe không biết sao chị không thấy có Quang Dũng trong đó nhiều. Cái bài đợt trước còn nghe đỡ, lâu lâu có những nốt hay là những cái câu nghe giống Quang Dũng. Còn bài này thì chị nghe khó chịu quá, chị cứ cảm giác như cái âm nó cứ nằm nuốt ở bên trong, nó không ra bên ngoài. Là cái đó, nhưng mà ngược lại thì Tuấn, cái cách phong thái của Tuấn, cái cách diễn của Tuấn rất là thoải mái trên sân khấu. À, giống anh Quang Dũng là cũng rất là thoải mái như thế. À, chị chấm về cái phong cách của Tuấn nhiều hơn là về giọng hát của em. Ở trong cái bài này á, chị vẫn thích cái phong thái của em vẫn có. Em hát, em rất là đặt cái tâm tư em vào bài hát này thấy hết. Nhưng theo cái cảm nhận của chị, ở đây mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và cảm thấy tụi em bị cố. Em hiểu không? Nếu em được vào vòng trong, em để ý nha, tụi em hôm nay mở khẩu hình dọc quá nhiều, hơi nó sẽ thoát ra hết. Tụi em không có đủ để cái hơi để em giữ chắc lại. Và hôm nay chính Phương lại bị cái đó là nhiều lắm luôn đó Phương. Và trong em hôm nay hát không có cái độ tình, tại vì em đang cố tập trung để em giữ vững cái câu hát của em. Thank you.
lòng gối chẳng lưu hương phai nhạt, sao chàng nỡ quên tình thưa quý vị, có lẽ là một cái hình ảnh rất lạ của ca sĩ Minh Tuyết phải không ạ? Nào giờ thấy chị Tuyết luôn luôn với những bộ đầm dạ hội hoặc là những cái bộ đầm ngắn cực kỳ quyến rũ và bốc lửa trên sân khấu. Ít ai nhìn thấy chị Tuyết mặc áo dài. Minh Tuyết với Cẩm Ly đã từng hát song ca trên sân khấu. Hai chị em mặc áo dài trắng, có hai anh thật sùng bám phía trước. Dạ, dòm từ xa dòm tưởng hai con cá sấu không à. Có một cái điều khác nhau á mà chúng ta phải để ý như thế này. Minh Tuyết với lại Cẩm Ly thì mặc hai con thạch sùng, đó là hai con thạch sùng cơ bản. Còn Thanh Mộng đang mặc một con thạch sùng có chữa ham. Ừ, nó mai hơi lớn ra, như cái dòng bụng nó hơi bự chút xíu. Cũng khen ngợi, ta hát cũng ok, tốt. Nhưng mà là tại vì Tuyết hát nhạc này khác với mọi người, là vì Tuyết là ca sĩ hát nhạc pop. Khi hát nhạc này nó có sẽ mang cái âm hưởng của ca sĩ nhạc pop hát nhạc này. Ai nói tôi không hát giống dân ca? Có dân ca nhưng mà cái chất nó ngộ lắm, nghe ra vẫn là nhạc pop mà. Nó có đâu, tôi hát dân ca đàng hoàng, phải không fan của tôi? Bây giờ ca một câu mới tin chứ giờ không nói không tin. Tại tôi ngạt mũi tôi hát không được. Bởi vì đâu phải là fan của tôi nên đâu có biết tôi hát dân ca được. Trời ơi biết đó. Nhưng mà nãy các bạn nghe đúng không, bạn không nghe cũng là ca sĩ nhạc pop hát dân ca. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Fan đó nha, fan á. Anh có chú ý là như này, em rất tập trung và không bị phân tâm trong cái phần trình diễn vừa rồi. Lúc mà em vừa bước ra, bước mà chéo nữa và áo dài tung bay nhẹ nhẹ thì anh Trân Thành dưới này anh đứng lên và anh cười, rồi sau đó là muốn đập đầu vào ghế của chị Tư Cẩm Ly, bởi vì anh thấy em cưng quá. Và như những tập trước thì em sẽ bị phân tâm, hoặc là một số thí sinh thì sẽ bị mất cái cảm xúc đó. Thì anh thấy là em sau đó em vẫn phớt lờ và em vẫn diễn, em giống như em nhìn đi chỗ khác, em nhìn ổng nữa. Nhưng mà hôm nay xuất hiện với tà áo dài giống như một cái món ăn, gọi là em giống y như là một cái gia vị mới á. Oh my god, muốn ăn con thạch sùng. Giám khảo quý thí sinh mà như một món ăn, muốn mang con thạch sùng đi nướng ăn luôn. Anh lỡ lời, anh muốn ăn nhậu gì ở đây? Hiểu rồi, Thành. Hiểu dạ. Bác Nam hung hăng. Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra, đang tâm vùi liễu dập hoa tơi bời. Trời ơi, trời ơi, ta đã liễu rồi. Anh Nam anh tưởng là Thúy Kiều. Cái câu đó là trong cái đoạn mà Kiều bị xử án đó. Anh Nam anh tưởng là Thúy Kiều. Thấy uất ức quá. Người đâu thơ phúng tơi bời, rau răm mà tưởng thân người là hoa. Trước đây anh đã dành những tình cảm tốt đẹp cho em mà. Ủa em nói anh là rau răm. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Khóc nữa kìa, người ta còn khóc nữa kìa. Trời ơi khóc nữa, trời đó ơi. Đó là đỉnh cao của cái sự diễn sâu đó. Uất ức quá. Hôm nay thôi mình ngưng cái vụ mà hội thơ lại được không? Chờ đến hội qua xuân mình làm luôn lần. Dạ. Lo quá, thí sinh nó ngủ tới nơi giờ nó buồn. Nói chung dạ, em rất là giải trí. Không, em thấy giám khảo giải trí hơn ạ. Mà lần nào ông dạng bé ra diễn nghiêm túc hết sức mà giám khảo tả ăn hơi thấy lầy lộ dễ sợ luôn. Do cái áo, cũng là do con thằng Lằng, tôi nói thiệt. Tạm biệt em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi bay lên, bay lên bầu trời, tim run lên, run lên bồi hồi. La 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 la, oh oh oh. La 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 la, oh oh oh. Thôi bay lên, bay lên bầu trời,
còn ngây thơ. Học từng câu du thuộc từng câu ca, chạy quanh ngõ từng chiều gió mát, vượt qua cứ dặm siêu tiếng hát, nhìn về phía trước và thôi cứ ngước lên trời cao. Mai này là một ngôi sao, thôi bay lên bay lên bầu trời, tiếng run lên bồi hồi, tiếng hát vang thật xa. Oh oh oh, cứ thế tôi nhận ra. Oh oh oh, thôi bay lên bay lên bầu trời, thôi bay trên mọi người, âm thanh đang ồn ào. Màu ô ô, tôi giờ là một ngôi sao. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu. Dễ thương, một sáng tác của căn nhạc sĩ Ngọc Sơn. Tôi là một ngôi sao, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với phần thể hiện của Hoàng Lâm, Ngọc Khang và Vũ Đoàn. Ô em mời anh Trấn Thành đi, anh mời Trấn Thành. Quá sướng rồi. Ngọc Sơn mà song ca Vinh Nu Phước Thịnh, trời đất ơi, tôi cười muốn xỉu lên xỉu xuống. Bé Nu, bé Nụ,
Bữa nay hát rất là cưng nha. Thật ra anh không có chấm là hôm nay em giống Nu hay không. Tại vì thật sự ra riêng cái bài này anh nghĩ là nó hơi khó giống Nu. Cái bài này nó không có nhiều điểm đặc trưng để em có thể phát huy được. Nhưng thật sự nha, anh nói nha, nếu em đi hát, em là một ca sĩ hát hay, hát rất tốt, cột hơi em rất chắc chắn, rất khỏe và gương mặt sáng, vũ đạo tốt, em thật sự là một người là anh nghĩ là nên nổi tiếng đấy. Có thể cái bài hát này nó cũng sẽ vận vào cái cuộc đời, biết đâu sự em nghiệp sẽ của là anh chàng một ngôi luôn sao. Tôi sẽ là một ngôi sao trong tương lai. Hôm nay em có tiến bộ, anh thấy những cái điều mà anh hướng dẫn lần trước em có để ý, hôm nay em hoàn toàn cái có vụ những... mà thò tay ra móc kéo móc về có kia. Hết khựi rồi em thấy bạn ra. Rất tự tin luôn, nhìn thẳng cho anh Trấn Thành thò ra móc giống kéo như cái vô. Kiểu là móc cho anh thấy này nha đó. Tôi có móc nè đó. Đó bữa nay là em móc công khai nha, mấy bữa là móc giấu giấu, nhưng trời ơi ông Ngọc Sơn ông tràn ra tôi cười muốn rớt nội tạng. Trời ơi có cái vụ mà đi cà khôm trời ơi tôi nói y như anh ba mà. Có những cái gằn giọng tôi nói anh đáng yêu quá anh bạn à, anh quá đáng yêu. Và cuộc thi này là phải cần những người như thế. Wow. Em cảm ơn. Xin cảm ơn nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Quả thật là một cái tiết mục mà không phải là thi nữa, mà nó mang đến cho tất cả giám khảo ở đây giống như mình đang tận hưởng một cái chương trình nhạc hội vậy đó. Đúng là với một phong cách của một ngôi sao. Cái phần hát của Hoàng Lâm anh vẫn rất là thích. Về phần trang phục này kia rất là gọi là thời trang ha. Cái phần đầu của em rất là trọn vẹn, xong rồi thì Ngọc Khang xuất hiện ha. Thì em vẫn không hề lép vế một chút nào, mặc dù ngoại hình của em thì em thấp bé nhẹ cân hơn đúng không? Đó, rồi mình cũng mặc bộ đồ nó không phải là tu rua hay lấp lánh bằng người ta, nhưng mà điều em không hề kém cạnh luôn. Bằng cái phong cách của em quá giống anh Ngọc Sơn, rất là hồn nhiên, đáng yêu, từng cái động tác tung tăng. Anh thấy là anh rất thích cái điệu cha 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 này của em, chắc anh phải học quá. Anh Nam ơi lên đây học liền. Mời anh, học liền. Mời anh. Đây. Nó trời ơi, cái bài hát nó dễ thương như thế mà em tại mời sao? Mời em Nu Phước Thịnh Trấn Thành à. Mời Trấn Thành luôn đi. Thật ra thế này nè, Nu Phước Thịnh đẹp trai quá, tôi không có dám học đâu, tại vì nhìn nó dị lắm. Chứ mà tôi mê cái vụ cha cha cha. Đây nè, mình học cha 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 của Ngọc Sơn nè. Âm nhạc vô. Tháng thứ hai đi em. Ơi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. À, cái chân hay quá. Những phút thần tiên bên em lòng ngắt ngay, trào dâng trong lòng anh, đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa cuộc nhạc tình. Hay quá, dâu. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Hey! Cảm ơn em, cảm ơn em. Ông làm không có một cái nguyên tắc nào trơn trọi đó. Thầy nhảy rất là nhiều điệu cha 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 rumba với lại điệu Michael Jackson. Em kết hợp nhiều cái điệu trộn vào đúng. Nhau đó. Trộn vào nhau. Anh tuyên bố anh không học được bên này. Dạ. Thôi anh đi về. Dạ, anh ơi mình đi về. Dạ. Thôi nhục quá. Mời hai giám khảo về chỗ. Nghĩ sao mà đại anh Trấn Thành bình thường em thấy anh đẹp lắm á. Anh lên anh nhảy cái em thấy anh bớt đẹp hẳn luôn. Dạ thưa quý vị, hai giám khảo của chúng tôi cũng hoàn toàn bó tay với cái điệu mà khua hai cái cọng giò của ông ấy. Mê quá rồi giờ sao giờ. Hai bạn, bạn Hoàng Lâm thì quá sức đẹp trai, hát hay này kia rồi, thường ai họ Hoàng cũng vậy hết trơn á. Cũng đẹp trai và rất là lịch lãm. Trời đất ơi, Hoàng mập chắc đẹp lắm. Thành ơi. Ủa anh Hoàng mập anh có gây lỗi làm gì với em không Thành? À dạ không có. Anh Hoàng mập với em thân lắm, em thấy anh đẹp. Đó là trong mắt em. Thành dạ. Em nghĩ hôm nay em làm tóc cho anh rồi cứ thao hồ xài xẻ vậy đó. Em có nói gì đâu. Bà Ngọc Khang thì cũng có sức tuyệt vời rồi, nhưng mà anh bắt lỗi nè. Cái câu kết mà để mà vào cuối á, hình như hai bạn gặp vấn đề mình không giáp mí được với nhau đúng không? Người hát trước và người hát sau. Em phát hiện là cái ông Ngọc Sơn cũng vô nhịp trật. Nhưng với hình tượng của ca sĩ Ngọc Sơn, cái sự trật trật đó nó lại vui, giống như cái tính cách anh ba ở ngoài đời. Thì tự nhiên anh thấy cái điều đó nó lại thú vị nha. Nói về nhịp thì rõ ràng là không phải là cái đoạn cuối nữa, mà cái điều mà em không chắc nhịp nó thể hiện nhất dư đoạn ở bên trong. Em bị mấy lần chứ không phải một lần. Và cái cuối cùng, chính cái cuối cùng em bị sai. Thành nói
nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó thì nó cũng hay hay nhưng mà không được. Cái đó là mình nói chuyện khi mình hát một mình ở ngoài, còn khi ra cuộc thi và có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái bạn cùng hát với em nữa. Còn về Lâm, hôm nay chị khen em một cái, nó là cái bản lĩnh của em quá giỏi trên sân khấu. Em có thể làm chủ tất cả và ngay cả cái đoạn cuối khi mà hát sai cho bạn hát, em vẫn làm chủ được. Cho nên cái bản lĩnh đó em, chị vẫn đánh giá cao. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn các vị giám khảo. Cùng Elvis Trường. Anh Chính Thành, anh cảm thấy rất là hứng thú với tiết mục này đúng không ạ? À? Thật sự ra mà nói thì cái bố trí sân khấu, cái cách hòa âm của bài hát và cái cách hai người diễn với nhau, nó thật sự mang đến cảm giác của một dạ khúc ái tình chân chính, đậm đà. Để ai yêu nhau nghe bài này đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Và cái bài này Thành đã nghe cái phiên bản của chú Elvis Phương với lại cô Khánh Ly hát ở ngoài đời rồi. Khi mà anh ra anh hát những câu đầu thì chưa có vô lắm, nhưng mà khi chị Nguyệt chị vào, chị đọc những cái câu của cô Khánh Ly rồi em cười mắc cười dễ sợ. Tại vì cái bài này là cô Khánh Ly cô đọc y chang vậy. À, dù có gió lạnh đời mà đọc hết nguyên một khổ. Rồi xong tới khúc và điệp khúc hai người hòa nhau, lúc đó anh Elvis cũng bắt đầu đẩy cái hơi mạnh ra, bắt đầu nghe ra cái thái độ của ca sĩ Elvis Phương. Ngày hôm nay chị Nguyệt cũng cho Thành tất cả những cái sự nhấn nhá rất là Khánh Ly mà rất là tinh tế, cho là cho đêm mạnh ông nhấn dấu nặng đó rồi thì yêu thương vợ chồng chứ không có vợ ở trong, nhấn hai chỗ là nó dở, nhấn một chỗ thì mới tinh tế. Đó là cái điều mà em thấy chị để ý rất là hay. Và ngày hôm nay nếu mà để nói cái gì về tiết mục này, chẳng có gì để nói ngoài hai chữ tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Anh Elvis Trường, anh cảm xúc như thế nào? Chuyện hát chung với Ánh Nguyệt á, cũng thần tượng cô Khánh Ly bao nhiêu lâu rồi thì cứ nghĩ như là cô Khánh Ly đây bên cạnh. Cho nên là rất là vui, rất là hạnh phúc. Hôm nay chị Nguyệt giống cô Khánh Ly lắm luôn á, cả về trang phục rồi ngoại hình, cách hát, thái độ. Lần này là chị tinh tế hơn rất là nhiều. Em rất là thích tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh Viết Trường và em hy vọng là sẽ gặp lại anh trong mùa sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Minh Tuyết, xin mời ạ. Lời hay ý đẹp á thì Trấn Thành đã khen hết rồi. Hôm nay Nguyệt đẹp thiệt. Không có cái gì đẹp bằng một cái tà áo dài trắng. Tuyết gần với cô Khánh Ly rất là nhiều. Không phải là góp ý, nhưng mà gọi là tip, đưa thêm một cái nhỏ nhỏ. Cô Khánh Ly trong lúc cổ hát cũng như đời thường, cô Khánh Ly hay có một cái nụ cười như thế này. Khi mà hỏi cô, dạ con chào cô làm. Cô hay vậy đó. Đúng, 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 đúng. Cô không cười hở răng nha, cô chỉ là mà, đúng vậy. Đó, cô mà vậy đó đầu lên. Hoặc là ở trong lúc câu hát cũng vậy. Là cô hát xong câu cô phải đến người bạn hát á, thì cô hay vậy. Vậy mà bạn hát đi đó à. Ừ, giống như cô hay vậy. Mà cô không có hở răng. Và cái cách, cái nụ cười của cô không bao giờ Tuyết quên được. Thì nếu như mà Nguyệt để ý thêm chút xíu cái đó nữa. Tại vì Tuyết thấy trong lúc Nguyệt hát á, hầu như hoàn toàn không cười. Cho nên nếu mà Nguyệt có thêm cái chút xíu đó của cô Khánh Ly thì nó giống luôn cả cái hồn của cô. Có nghĩa là tạo cảm giác dễ sợ luôn. Cái cảm giác dễ sợ luôn là chính cô Khánh Ly đứng đó chứ không ai khác. Bởi vì Tuyết rất là gần cô. Trong lúc cô buồn nhất khi hỏi cô sao rồi, cô khỏe không, thì cô cũng cô kê con. Cô cũng vậy. Cái nụ cười đó là một cái nụ cười tượng trưng của cô Khánh Ly. Chúc mừng Nguyệt trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Tôi đang tưởng tượng ra thử là cô Minh Tuyết cổ mặt tà áo dài trắng lên thì sẽ như thế nào. Để xin nói cho anh tìm cái clip Thương Ca Mùa Hạ. Ý, à. Còn cái clip Tuyết hát chung với cô Khánh Ly nữa. Có luôn hả? Còn tuổi nào cho em hát với Khánh Ly với Quang Dũng đúng không? Y chang cái áo này luôn. Yeah. Mà Thương Ca Mùa Hạ Minh Tuyết hát nhạc của Thanh Sơn rồi nghe đi, rồi nghe Minh Tuyết hát nhạc trữ tình. Nói chung là tôi tưởng người ta thần tượng tôi. Cho tới ngày hôm nay thì tôi biết nó không có phải là như không thế. Không phải, vì cứ search mấy cái clip mà mặc trang phục sexy không à. Mà lại không search mấy cái clip áo dài thôi, cái cũng rút kinh nghiệm. Ủa sao kỳ vậy? Sao nội tâm mà coi mấy clip gì đâu không vậy? Còn tôi không nội tâm mà sao tôi biết bài đó có Minh Tuyết, mà sao ai đó thần tượng Minh Tuyết không biết vậy? Ủa sao vậy? Thành ơi,
nội tâm cái chỗ nào? Tự nhiên mình không biết nói điều gì nữa. Thôi mình sẽ quay lại bình luận đi ha. Riêng cái phần này thì anh cảm thấy là bạn diễn Elvis Trường á hơi xúc động một chút, cho nên là ôm eo hơi nhiều. Cho người ta ôm đi, trời ơi. Bởi vì ơi, không binh nè. Không binh được. Không binh. Lâu lâu cho người ta vịn cái người eo cũng được. Vậy đó lịch sự, người đàn ông gentleman đúng không? Không phải, vịn thôi nhưng mà anh kia hơi ôm, hơi bây giờ về phía mình hơi nhiều quá. Bắt gì anh ấy kiến. Cái người vịn là bả mà. À, trời ơi, cái bài trước cái thì nói người ta không có chịu ôm. Đúng rồi. Cái bài này ôm thì bảo là ôm nhiều. Tại sao biết không? Kiếm chuyện với mình tiếc không thành công, quay qua kiếm chuyện cái thí sinh. Anh ơi, em nói một hồi em cảm thấy giám khảo mình bị xấu tính đó. Anh đã xong phần nhận xét của mình chưa ạ? Anh còn nhiều ý lắm nhưng mà nãy giờ bị cô Minh Tuyết với Trấn Thành chặt quá rồi. Dạ. Anh phát huy cái phần nội tâm như thường lệ của mình đi. Thật sự là đến bây giờ anh mới bị rơi vô tình cảnh mà Trấn Thành đã bị cách đây vài tập á. Ủa anh biết hả? Đúng rồi, bây em giờ nhớ anh tập đó anh xách động đó. Không. Anh Nam, anh Nam, cái đó gọi là gieo gì gặt đó, nghiệp cũng vừa. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi con MC, trời đất ơi. Quá trời. Anh chị hơi không hài lòng một chút xíu vì bạn diễn ôm ảnh người khói. Ủa, quá nhiều vẫn, thôi. Vẫn ý cũ. Dạ. Còn mọi thứ thì anh đều rất là hài lòng, rất nghe là thích. Ngược dễ sợ không cho tôi. Thôi. Chị Cẩm Ly ơi, bây giờ chị binh vực thí sinh đi chứ giờ em cãi không lại anh Nam rồi. Nghe sao ngược chị? Tại vì anh Elvis Trường chứ không phải anh Hoàng Việt Nam, giống như hồi nãy á. Lâm Trần Thuận chứ không phải Hoàng Việt Nam. Hoàng Việt Nam là sẽ ôm tới bến luôn. Còn nãy hôm bây giờ là anh Elvis Trường ôm quá, anh cũng không đồng ý luôn. Nói chung là anh không đồng ý những bạn nam, hiểu không? Được. Đó. Thôi bây giờ mình hãy ngưng chặt chém đi nào. Xin mời cô Tư hãy nhận xét Ánh Nguyệt. Không mà Tư công nhận anh Nam anh khó chịu không Tư? Cây cũng lạnh mà gió chẳng ngừng. Anh có quyền khó chịu, nhưng mà tại vì anh khó chịu những cái vấn đề mình khó hiểu. Đúng. Ừ. Đúng. Tại vì mà khó hiểu mình mới ghét, mình mới giật mặt. Đúng. Chứ ví dụ khó chịu những cái chuyện mà hợp lý ta đâu nói. Đúng. Đúng. Dạ các vị giám khảo, chúng ta trở lại với thí sinh của chúng ta đi nào. Dạ trở lại liền đây nè. Tại sao hôm nay mà mọi người đều dành cho Nguyệt những cái lời khen? Là bởi vì cô Khánh Ly tượng trưng cho một sự rất là mộc mạc. Cho nên khi cái áo dài này và cái mái tóc thậm chí không kéo thẳng, không gì hết trơn á, rất là đơn giản, thì lại nhìn thấy hình ảnh của cổ. Cái thứ hai, Nguyệt được cái ưu điểm là hát ở những quãng trầm càng nhiều, giọng Nguyệt nó sẽ ấm lại. Cái bản chất cái giọng của Nguyệt nó rất là bén. Khi Nguyệt hát cao, giọng thật của mình nó bị chói một tí xíu. Trong bài này Nguyệt thành công là ở hai cái khía cạnh đó. Ly có một tí xíu thôi. Chứ cái đoạn mà giữa văn tấu Nguyệt và Elvis Trường nắm tay nhau rồi hai người chuyển chỗ, phải không? Khi mình đặt tay vào thì mắt mình phải nhìn nhau. Pháo có cái gì mềm mại, xong rồi mình hãy đi qua cái gì mà hai người cái mặt cúi xuống vịn cái tay giống như vậy nè, rồi tự đi qua luôn vậy đó, không có liên quan giống gì như, giống như bị ép hôn nè, thế nào đi qua đặt cái tay rồi rồi tự đi qua luôn vậy, không dòm gì hết. Có hiểu không? Và những lần sau Elvis Trường đưa tay ra cho Nguyệt nắm vào, nhưng mà cái cách của Nguyệt đưa tay để nắm vào anh ấy rất là gượng gạo, bị ép buộc vô cùng luôn. Tôi biết không? Lý do. Cho nên là gượng lắm, mấy mốt coi hồi lại sẽ thấy gượng gạo. Trong hậu trường, cha trường trước khi ra hát bài này ăn bún riêu, cái đẩy miếng mắm tôm vô tay, chịu cái cầm mà ghét, bấm chịu cái mùi mắm tôm. Em đã yêu anh, người ơi, xin hãy Đan Trang cùng Minh Sang. Và chúng ta trò chuyện một chút xíu nha. Minh Sang cảm giác như thế nào? Sẽ có một cái duyên rất là tình cờ, vì Sang với Trang đã từng quen biết trước rồi. Và khi mà được chương trình Ca Sĩ Thần Tượng mời hỗ trợ, cảm thấy rất là vui. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt mà Sang bất ngờ nhất đó là khi mà tập cùng với Trang đó, thì Sang không nghĩ là Trang lại hát giống chị Hồ Ngọc Hà đến như thế. Trang hát một dòng nhạc hoàn toàn khác và cái giọng của Trang cũng rất là khác. Nhưng mà khi mà hát ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu này và tập cùng với Trang thì sao mới thấy là rất là bất ngờ. Ồ,
sao mà giống chị Hà đến vậy? Những lời nhận xét của anh nhiều khi chắc sẽ làm bạn Sang hơi buồn. Sang ra rất đẹp trai, hát rất hay, nhưng phải xin lỗi Sang một tí là tại vì hôm nay bạn Đan Trang quá xuất sắc, mọi tập trung của tôi chỉ là về Đan Trang mà thôi. Khi mà ca sĩ được mời song ca cùng thí sinh thì cái điều quan trọng nhất đó là làm cho thí sinh tuyệt vời. Thì đây cũng như là một lời chúc mừng dành cho Minh Sang rồi đúng không ạ? Mới đầu nghe thì không biết, rất là hồi hộp lo lắng, không biết là anh Thành nói cái gì mà làm cho Sang buồn. Nhưng mà với một vai trò của mình là hỗ trợ cho thí sinh thì tất nhiên lời nhận xét của anh Thành vừa rồi như một lời khen dành cho Đan Trang, và đó là cũng là niềm vui của Sang. Cảm ơn Sang nhiều nha. Hôm nay Sang đã rất là tiết chế trong vai trò khách mời để nâng bạn diễn mình lên, bước ra như nam thần, thấy không? Cao ráo, đẹp trai, mặc một cái áo ba đà si ngon lành, thấy không? Rồi cô Đan Trang cô đi ra. Mà Trang ơi, anh nói thiệt em nha, anh là người đi diễn với Hào quá nhiều rồi, anh xem Hà diễn rất nhiều, và em có tin không, em làm mọi động tác, anh nói thiệt là giống Hà dã man, dã man. Quay người qua rồi hất tay này mà ngó khán giả, cách ngắt chữ của em á, giấc mơ là nơi bắt đầu, trời ơi giống, trời ơi mà nó thiệt, từng cái thở, cái thái độ, cái tay, cái chân, cái cách ngắt chữ, khi em lên cao thì đầy nội lực. Ô anh nói thiệt, em là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch của cuộc thi này, cho đến giờ phút này anh vẫn giữ quan điểm đó. Cảm ơn Minh Sang. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Thế còn giám khảo Hoàng Nhật Nam? Đan Trang từ đầu đến giờ dường như là có một cái sự lột xác á, và càng ngày càng thấy em xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và thu hút hơn rất là nhiều luôn. Anh xem và anh không rời mắt khỏi những cái diễn xuất của hai bạn á. Một hành trình dài và em đã dần dần chinh phục được tất cả các vị giám khảo ở đây. Thế còn giám khảo Minh Tuyết? Chết rồi. Thực sự như thế này, Thành nói, chị viết ở đây là bản lĩnh sân khấu. Yes, là em có. Em không bị cái người bạn diễn hỗ trợ của em làm lu mờ em. Em vẫn nắm vững sân khấu, giống như là em ngang tài, ngang sức với lại cái người đối diện. Cách xử lý giống Hà không? Giống. Cách diễn xuất giống không? Giống. Cách hát của em chị vẫn cho là gần nhất với Hà. Cách diễn xuất cũng vậy. Không những 10 mà có thể là 10 cộng nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Mọi lời khen tất cả mọi người đã nói hết rồi chị. Chỉ nói một câu là hôm nay nhìn lên, mái tóc và gương mặt rất rất là đẹp. Có nghĩa là chấm điểm từ cổ ra lên. Đúng rồi, chính xác. Không, không chị, thật sự là mỗi ngày gương mặt em không biết người make up như thế nào đó. Hoặc là có thể là em tự tin hơn, nó đẹp hơn. Cố gắng đi, em phải cố gắng. Tại vì em là một trong những thí sinh hiếm hoi mà khi em ra trình diễn trong cái bài thi của mình, em mang được thái độ, thần thái của ngôi sao. Cái đó là rất là nhiều người đang cần phải có, chẳng hạn như bạn Hà Anh Tuấn. Và tiến bộ từng vòng thi, giữ phong độ từng vòng thi và đẹp lên từng ngày, giảm cân từng ngày, ốm từng ngày luôn. Có ốm, hôm nay thật sự là em đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều, bắt đầu gương mặt em đã thấy V-Line. Thành, hôm vừa rồi thì cái buổi họp fan á, là Hà Hồ có mời Pascal Ngọc Tân và Đan với Trang. Là Đan Trang có hai mời. Bạn có cùng có, tam có, ca có hát rồi. Không phải là một lời hứa tuyệt đối, nếu như em có mặt được trong đêm chung kết, nếu như Hà Hồ không bận lịch, anh sẽ mang Hà Hồ đến hát song ca với em. Nếu như mà Thanh Mộng được vào chung kết thì anh sẽ mời Minh Tuyết sẽ diễn cùng với Thanh Mộng. Chắc chắn ngược dễ sợ anh... luôn, ngồi kế bên cái tưởng mời Minh Tuyết giái chờ cho bà Tuyết mà không nhận lời. Xin chúc mừng em. Ôm lòng đêm
đón sầu lên. Ôi nỗi nhớ dịu êm xa mùa khơi gió về xôn xao trái tim đã lạc lối về bên nhau. Anh chờ em giữa lặng câm nghe bao tố tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn hay nhớ quá đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Có em trong đời với anh nơi ấy tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Hay quá. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa sông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ đi. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ngấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa dòng thơ cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp, nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Vâng. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Ai cũng hứa trơn vậy. Tôi chọn bất chấp. Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích. Chị phấn khích rất nhiều. Chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi, không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em, cái giọng em rất là tinh tế, nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng với cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng, em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau, khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hạnh Tuấn em có những cái nốt thả rất là giống, những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn, hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc, và sự hòa quyện của hai đứa nữa, cảm thấy rất là phấn khích. Chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút
nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi. Sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã. Rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo. Nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp chỗ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi. Đoạn đầu cho đến gần cuối, mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Gọi thầm tên anh lần cuối, con tim muốn nhói trong đêm sâu. Còn lại gì khi tình quá mau, bao nhiêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đường về cô đơn lạnh giá, vắng trong mưa cuộn rơi lệ nhòa trên mi sâu em khuôn môi. Người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Cuộc tình xưa sẽ đắm một trái tim ngọt ngào nay đã xa rồi rồi, còn đâu giây phút sớm tối đêm đôi mỗi hôn gọi mời. Một mình em trong cuộc đời, mưa tình chiều đêm rơi. Còn gì không anh ơi, từ ngày tình lạnh lùng anh đã quay lưng rồi. Còn đau giây phút sớm tối còn quê ông trong vòng tay, dấu yêu này đã phai tàn, cuộc tình trôi qua vội vàng. Anh ơi, gọi thầm tên anh lần cuối, con tim bún nhói trong đêm sâu. Còn lại gì khi tình quá mau, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đừng về cô đơn lạnh giá, trong mưa buồn rơi lệ nhòa trên mi sầu em khôn nguôi. Người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Cuộc tình xưa xây đắm một trời kỷ niệm ngọt ngào nay đã xa rồi rồi, còn đâu giây phút bối rối quên quên môi hôn gọi
Đang nghe muốn nghe tiếng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Tuyệt vời, chị ơi. Vừa mình... mới hát xong buông cái micro xuống là ho liền lập tức thưa quý vị. Chị hát mà chị đang bệnh mà còn như vậy, chị không bệnh là cỡ nào đây không biết. Hát nữa. Như gắn cái máy phát đĩa đâu đây nè. Tôi mệt quá đi. Mấy ngày hôm nay thì Tuyết cũng có nói với lại chương trình là chắc là không hát được đâu, bởi vì nói thì đã nghe cái giọng nó ngạt mũi rồi, nhưng mà cái vấn đề là khi mình hát mà cái cổ họng mình nó có vấn đề, nó ho đó, nó không điều chỉnh được cái dây thanh quản của mình nên mình không giữ vững được cái âm, cái nó bị chênh phô rất là dễ. Và Tuyết có nói là Tuyết không hát được, nhưng mà mọi người nói là mộng lo quá, vì em nó thi mà không có ai hát chung thì em nó không có tinh thần để hát. Thì Tuyết nói là bây giờ thôi tới đâu hay tới đó đi, bây giờ cũng không phải là mình thi mà là mộng thi, cho nên hy vọng rằng là cái phần ảnh hưởng của chị không có làm cho cái tiết mục của em bị mất điểm nhiều. Dạ có ảnh hưởng đó chị, cái phần của chị á ảnh hưởng rất tốt, hiệu ứng tuyệt vời với cái tiết mục vừa rồi của Thanh Mộng đó chị Tuyết ạ. Chị có fan cuồng tặng hoa cho chị kìa chị. Ờ anh có thể xin chữ ký được không? Anh để em hất tóc cái đó. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Rất là cảm ơn khi hôm nay ca sĩ Minh Tuyết đã dành thời gian đến. Rồi chết, nhầm với ca sĩ Hồng Nhung. Thôi nhưng mà thật sự là rất là cảm ơn Minh Tuyết, vì là hôm nay mặc dù uống thuốc và ngậm thuốc rất nhiều nhưng mà vẫn không được đỡ, nhưng mà cái phần trình bày vẫn thật sự là tròn đầy tình cảm. Dạ mắt em có long lanh không anh? Có long lanh. Dạ. Và thích nhất là cái đoạn mà chuẩn bị cưa như này là mình thấy thích. Anh ơi, là đang kéo đàn anh ơi. Cưa cưa, tưởng Minh Tuyết mà đi cưa gỗ. Cảm ơn công ty Sen Vàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Lần này Minh Tuyết ngồi chương trình ca sĩ thần tượng, phải nói rằng là một cái game show mà Minh Tuyết cảm thấy rằng là thoải mái nhất, vui nhất. Mấy người không biết là mỗi đêm là Minh Tuyết Cẩm Ly hay mở YouTube lên coi và tự cười một mình giống như bị bệnh gì đó, tới 3 giờ sáng luôn không chịu ngủ. Cứ ngồi coi cái game này hoài và thích vô cùng. Và phải nói là mỗi lần bay về Việt Nam thì cứ chờ cho đến ngày được ngồi kế đạo diễn đẹp trai nhất nước Việt Nam. Nói về mộng thì hôm nay là chị thấy em quá xinh đẹp. Điều này phải là cảm ơn toàn bộ ekip của chương trình ca sĩ thần tượng. Em đã mỗi ngày mỗi biến hóa mình, sắp trở thành thần tượng của những người khác. Đó là điều mà chị thấy em thành công được ở trong cái chương trình lần này. Và có thể sau cuộc thi này mọi người sẽ biết đến mộng nhiều hơn, và mộng sẽ thành công hơn với chính bản thân mình và chính giọng hát của mình. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Hay quá rồi, khuôn vàng thước ngọc rồi, không còn gì để nói nữa. Mời chị và đạo diễn Hoa Nhật Nam về chỗ. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết. Mình chỉ đứng ở đây để được dẫn cổ về thôi. Dạ em cảm ơn anh đạo diễn đẹp trai. Quá vừa đẹp trai vừa ga lăng, ai chịu nổi anh. Xin mời chị Cẩm Ly. Ở cái điều mà chị ghi nhận ở mộng là em đi từng cái nấc thang thấp nhất để mỗi ngày em lên. Sự ghi nhận là cái sự tiến bộ, cái sự phấn đấu của em có một sự nghiêm túc ở trong nghề. Chị nghĩ, bản thân em cũng nghĩ là em ở cái vòng đầu tiên là em đã dừng lại rồi. Và chị thấy ở gương mặt em ở mỗi vòng khi em được đi tiếp, em rất là ngạc nhiên. Tại sao em lại được đi tiếp? Là tại vì ai cũng nhìn thấy cái sự phấn đấu, cái sự tiến bộ từng ngày của em, từ phong cách cho đến cái giọng hát. Chị cũng có một cái lời ngợi khen cho em và cũng hy vọng rằng cái sự tiến bộ của em, cái sự phấn đấu của em nó không gói gọn trong cuộc thi này, mà em lấy đó làm cái tiêu chí của mình. Và ra khi mà em thoát khỏi cuộc thi và trở về với một ca sĩ Thanh Mộng, em sẽ tiếp tục con đường đó và sẽ phấn đấu như thế để đạt được những cái đỉnh cao nhất trong nghề của mình. Chúc mừng Mộng. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly và chúc cho em sẽ giữ vững được phong độ của mình ở cái phần thi sau nha. Xin chúc mừng em. Khi lòng em đã chia hai, thì anh đã biết em không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày người chúng ta thành người xưa. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người,
điều vĩnh viễn chẳng có. Em ơi, ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên, phút vui ngày xưa sao nay buồn tên. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người xưa xa băng hơn mùa đông, nhớ ngân tình xưa xem như bằng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Đến ngày ngày chúng ta thành người dưng, vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có. Em ơi, kia không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên, phút vui ngày xưa sao nay buồn tên. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người giờ xa băng hơn mùa đông, nhớ ngăn tình xưa xem như bằng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Một cây thay lá em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không. Còn xin anh mãi đứng sau cuộc tình, và thấy thương si vã sau lưng. Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều. Em vẫn mãi là người xưa, anh thương đến hết thời mình. Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều. Em vẫn mãi là người xưa, anh thương đến hết đời mình. Chị Ly đã thỏa mãn với ánh mắt nhìn của bé Nêu chưa? Chưa. Chưa luôn à. Chưa. Ai nhỏ này nó nhìn mà hát nhạc buồn mà nó cười tươi quá. Tại vì khen người ta đẹp trai quá rồi bắn tim ở đây, bởi vậy bây giờ cứ thả thính hoài. Bởi trong thả thính hoài cái bài này cái buồn mà ông tánh nó làm đúng. Bài buồn ta làm mặt buồn, ông cứ bài buồn ông thả thính, ông thả tim bạch tư hoài. Ta lớn tuổi rồi, ta đâu chịu. Ê, sao không phải? Bài buồn thương mấy người dân cái mặt. Đây là cơ hội mà để cho các giám khảo khó tính như ở phía bên này soi. Còn về phần anh thì anh dễ tính hơn và anh cũng sống nội tâm, cho nên anh cảm nhận là mới một tâm hồn rộng mở. Bài này thì không có phải phô giọng hát này kia quá nhiều, nhưng mà nó phô những cái phần nội tâm bên trong. Tưởng là nó đơn giản nhưng mà nó lại thực sự rất là khó, thủ thỉ tâm tình. Về phần Hoàng Lâm á, thì anh cảm nhận được cái tình cảm. Tuy nhiên cái sao á, nó chưa thực sự là giống Nô Phước Thịnh lắm. Hữu Tánh thì anh cảm nhận thấy em cũng có tình cảm đó, nhưng mà em vẫn có cái sự căng thẳng rồi đó. Bản lĩnh sân khấu á, thì em chưa được bằng Lâm. Em có cái chất mà những cái đoạn luyến lấy á, thì anh thấy là rất là giống Nu. Tự tin hơn đó, đào sâu hơn một chút nữa thì có thể là cái kết quả nó sẽ tốt hơn trong cái phần biểu diễn vừa rồi. Vậy chị Tiết chịu chưa? Hữu Tánh, cái cách nhả chữ của em á, cái cách hát hơi của em á, giống với Nu nhiều hơn. Nhưng cái cột hơi và cái làn hơi và cái nhịp của em nó không có chuẩn bằng Hoàng Lâm. Còn riêng Hoàng Lâm á, em hát cái nhịp rất là chắc, em hát cũng rất là có hồn. Chia câu á,
cũng rất là đúng. Nhưng em bị cái là âm của em phát ra đó, nó bẹt hơn của Nu. Và nó rõ quá. Nu á, nó có âm bực nhưng nó có âm hơi rất là nhiều. Nó bay. Cái bài này em biết không, em hát rất thoải mái luôn. Mặc dù nó rất là cao, Nu hát không bao giờ tông thấp, nhưng em kiểm soát cột hơi em cực tốt. Em nhả chữ nhẹ nhàng. Hữu tánh thì có khiếm khuyết một tí, nhưng mà tánh có một số những cái đẩy, ngân, rung giống Nu hơn. Nhân Hoàng Lâm, về nhà bạn nghiên cứu lại về khẩu hình, phát âm và độ rung của Nu thì tánh cũng hơi mệt mệt. Cả hai bạn đều sở hữu mỗi một người một cái điều hay. Riêng anh chỉ nói riêng thôi về Hoàng Lâm. Nếu em không phải là đi thi một cuộc thi về ca sĩ thần tượng, em bản thân là một ca sĩ chất lượng. Cảm ơn Trấn Thành. Theo nghề em nha, luyện tập hợp xem như em có đầy đủ tất cả những tố chất để có thể trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu thích. Yes. Ở Lâm á, tiên chuyển qua những cái bài tình cảm, em đừng để mình vô một cái khuôn khổ như thế. Em phải lả lơi một tí xíu. Đối với Thịnh á, Thịnh hát, em chỉ cần em mềm lại một tí xíu, em mới linh động trong cái cách hát. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Xin cảm ơn phần mở màn của bốn thí sinh. Không biết là giám khảo có nghe ra được các thí sinh của chúng ta đang thể hiện giọng hát của thần tượng nào anh, hay không? Em ngồi dưới em thấy anh Trấn Thành, em hay để ý anh Thành lắm. Anh Thành mà mỗi lần mà ai mà hát mà vừa bụng ảnh á. Tại sao giống đây, như anh dạy người ta hát gì đó. Tại sao đây bốn người em không để ý ai hết mà em để ý Thành? Không phải, tại vì anh Thành luôn luôn có một cái điểm nhấn lọt ra ngoài ban giám khảo. Ủa em nói cái gì, em mới nói gì hả anh Thành? Em nói gì sai sai? Ý em nói là giám khảo mình lố đó phải không? Không, cái đó là anh nói chứ không phải em nói. Anh dịch lại lời của em thôi đó. Khả Như nó nói rất bình thường, nhờ anh dịch nó mới lố đó anh Nghĩa. Trời ơi trời, mà sao mà tự nhiên dùng một cái từ mà điểm nhấn lọt ra ngoài. Thiệt, anh nhấn cái gì mà lọt giám ra ngoài. Giám khảo người ta ngồi điềm tĩnh nè, chị Ly ngồi là anh Hoàng Nhật Nam ngồi. Em tưởng Minh Tuyết chắc khép nết lại lắm à. Trời, chị Minh Tuyết thì tạm thời em chưa thấy là chị bỏ qua cái điểm nhấn của nhan sắc. Anh nói em chị nghe, Minh Tuyết là bữa nay bận một cái váy tè nên Minh Tuyết không tiện bung thôi. Dạ. Chứ Minh Tuyết từ nãy giờ là xém phóng lên trên kia đèn cho áo bông hung rồi đó. Dạ. À, tại sao ạ? Tại sao giám khảo lại hào hứng với phần thể hiện vừa rồi? Giám khảo đã nhận ra giọng hát của ca sĩ thần tượng nào? Hãy hỏi Tuyết. Hãy hỏi Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết rơi đi Tuyết. Tuyết đã nhận ra cái người đầu tiên bận áo bông ấy là anh Ngọc Sơn. Cái người thứ hai cũng là anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà còn hai người này đó thì rất là phân vân, có chút chút. Trấn Thành thì cảm nhận là chú Chế Linh đúng không? Chế Linh chút chút giống Trường Vũ. Không. Tại vì thế này nè, anh Trường Vũ cũng là đệ tử của chú Chế Linh. Đúng rồi. Dạ. Thì từ chú Chế Linh mà ra hết. Dạ. Nhưng mà với cái âm sắc của hai cái người này từ nãy giờ đó thì thật sự thì Thành thấy giống chú Chế Linh nhiều hơn. Ly thì lấy Trường Vũ đấy. Như vậy là bây giờ Trấn Thành cho rằng là chú Chế Linh. Linh. Chị Ly cho là Trường Vũ, chị Tuyết là Lưng Lửng, Linh Vũ. Dạ. Anh Hoàng Nhật Nam, nghĩ mình phá băng đi nè. Hai bạn kia là giống anh Ngọc Sơn là rõ ràng rồi ha. Dạ. Trong hai người còn lại thì thí sinh này á, là giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Số 3 hay số 4? Số 4. Số 4. Số 4. À, giọng nghe nức nở mấy cái đoạn đó nó ướt ướt trong cổ thì rất là giống với anh Trường Vũ. Có thể bạn kia là Chế Linh. À, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng bạn số 3 là Chế Linh, số 4 là Trường Vũ. À. À, tức là cũng đi nước đôi giống như Minh Tuyết vậy đó. Dạ dạ. Vậy thì bây giờ
Đại Nghĩa sẽ mời hai bạn ấy nói về cái nhân vật thần tượng mà các bạn đang hóa thân để chúng ta biết chính xác là ai nha. Bạn số 3, bạn đang hóa thân thành nhân vật ca sĩ thần tượng nào? Em thì thần tượng cả danh ca Chế Linh và danh ca Trường Vũ. Chính vì vậy mà cái cách hát của em thì nó mang cả hai cái màu sắc của cả chú Chế Linh và của cả danh ca Trường Vũ nữa. Một câu trả lời nó cũng bùng binh không kém. Thôi rối à. Dạ, cuối cùng là mình quẹo vô đường. Mình quẹo vô đi nè. Mình quẹo vô đại lộ nè. Với ca khúc này thì cả em và cả Võ Duy đều thể hiện với cái âm sắc giống như là ca sĩ Trường Vũ. Chị Tư dạ. Chính xác. Vậy mà mình cũng phải hỏi cái bạn số 4 một chút. Đúng rồi. À. Còn nhiều khi bạn số 3 nói giùm nhưng mà nó sai quá bù rồi đúng không? Rồi bạn số 4, mời bạn ạ. Em thì hóa thân vào Trường Vũ. Thì hai anh em đã tập duyệt với nhau và hôm nay ra đây để biểu diễn, để thi. À, cảm ơn em. Đó chính là danh ca Trường Vũ. Bây giờ thì mời các vị giám khảo nhận xét về phần trình diễn của các thí sinh chúng tôi vừa rồi. Mời chị Minh Tuyết. Để mình nói về hai bạn số 3 và số 4 ha. Thực sự đối với Tuyết thì Tuyết thấy hai bạn hát không giống anh Vũ. Tại vì anh Vũ ảnh không có miết chữ nhiều như hai bạn miết. Và cái giọng anh Trường Vũ nó có cái chất nhựa nhựa, nó rõ ràng từng chữ. Còn chú thì nó lại tự sự từng chữ. Hai người khác nhau ở chỗ đó. Thì Tuyết lại không thấy các bạn có được cái điều đó. Và các bạn có vẻ là bẻ chữ nhiều hơn là anh Trường Vũ. Cho nên đối với Tuyết, Tuyết nghĩ rằng là hai bạn hát không giống anh Trường Vũ. Còn về hai bạn số 1 và số 2, thì bạn số 2 Tuyết nghe ra đôi lúc bạn có những câu hát nghe ra được là giống của anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà để mà nói là giống gần như là 99% thì Tuyết chọn bạn số 1. Bởi vì bạn số 1 có những cái âm phát ra và những cái câu ngưng cuối đuôi rất giống anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ mời bạn số 1 giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nha. Dạ em là Ngọc Khang. Hiện tại em cũng là đệ tử học trò của thầy Ngọc Sơn. Cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bạn số 2, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trùng Vương và em cũng là học trò của thầy Ngọc Sơn. Một lò đi thi. Anh Ba Hiển Linh. Mời giám khảo Cẩm Ly. Mình cũng đang muốn nói với bạn số 3 và số 4. Có nghĩa là mình chưa có giống lắm. Tức là mình phải nghiên cứu kỹ lại nếu mình được vào vòng trong. Ở anh số 4 thì mình hạn chế tí xíu là tại vì mình bị luyến lấy nó nặng nhiều quá. Tôi dùng từ là mình trao chuốt nhiều quá. Từng chữ thì nó lại không ra. Còn ở anh số 3, cái chất giọng của anh rất là hay, rất là dày, rất là trầm. Nhưng mà nó chưa ra những cái nét đặc trưng của cái người thần tượng của mình. Tại vì thường thường nghe một giọng người mình thấy giống hay không á, mình dựa vào những cái đặc trưng của giọng hát để mà nhận định. Nhưng mà đôi khi cái giọng nó không giống lắm, nhưng có những cái nét đặc trưng mình sẽ nghe ra người đó là ai. Rồi thì mình đi vào hai bạn là phiên bản của ca sĩ Ngọc Sơn trước đi ha. Thì trong hai bạn về phần giọng hát thì các nữ giám khảo đã nhận xét rồi. Thì ai cũng có ấn tượng về bạn số 1 đúng không? Ngoài ra bên cạnh giọng hát thì bạn còn thu hút bởi cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình nữa. Tức là anh Ba Ngọc Sơn dù hát những bài buồn hay là những bài tình cảm chậm thì anh Ba vẫn giống như người bên trong của anh vẫn rất là nhiều năng lượng. Cho nên ảnh vẫn không thể nào anh đứng im một chỗ. Ảnh sẽ nhúc nhích và di chuyển nhẹ rồi. Tay của ảnh, đặc biệt là cái tay không thôi thể hiện những cái động tác. Cứ đưa lên đưa xuống thôi. Nhưng mà cái động tác của ảnh đưa rất khác những ca sĩ khác nha. Đưa rất là có vẻ ngây ngô, hồn nhiên và đúng phong cách của ảnh. Nó không phải là đưa điệu như này như kia. Và nó thể hiện, ảnh nghĩ gì thì ảnh sẽ thể hiện vậy. Anh không quan tâm cái phong cách của ai khác cả. Và bạn thứ nhất là vậy. Còn bạn số 2 thì anh thấy em còn hơi đứng đắn và đỉnh đạt quá. Anh nghĩ phong cách của em nó sẽ hơi sang trọng theo kiểu quý ông á. Còn hai bạn bên này thì anh ấn tượng với bạn số 4 hơn. Cái phong cách của em có tình cảm trong cái độ biểu diễn. Mặc dù là chỉ đứng một chỗ thôi. Và theo như bạn số 3 đang nói đó, tức là em đang hát theo cái cảm thụ của em. Nhưng mà cái đề bài của chúng ta trong cái những vòng đầu này, chúng ta phải hát giống thần tượng trước đã. Thì anh rất mong muốn là những tiết mục sau mình sẽ giống hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mặc dù ba vị giám khảo vừa rồi đã nói rất nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng Trấn Thành vẫn còn rất nhiều điều để nói. Em nghĩ rằng anh Trấn Thành á, khi mà đến với anh Trấn Thành thì thí sinh sẽ được nhiều chiêu. Em tự phong cho anh là Thánh Chiêu. Và ngay bây giờ mời anh chia sẻ. Mời Thánh Chiêu chiếu các em đấy đi. Và đây, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bạn thân mến, đến với một cuộc thi như thế này, chúng ta
Một là phải phô diễn giọng hát hay, giống với thần tượng của mình. Hai là nếu như trời sinh ra cái giọng mình không giống với thần tượng thì ít ra như chị Ly nói là các bạn phải tìm được cái đặc điểm thú vị, đặc trưng của giọng hát đó để gây cười. Cái đó tôi nói nghiêm túc. Đến với một cuộc thi như thế này, các bạn phải làm sao cho người ta bật cười vì trời ơi, giống quá, thể hiện cái điều này thú vị quá. Thì anh Ngọc Sơn với lại anh Trường Vũ có những đặc điểm gì? Tôi nói ví dụ, đầu tiên nói về anh Ngọc Sơn. Anh Ba Ngọc Sơn thì bạn làm hầu như là hoàn hảo từ động tác tới những cái ngân. Đặc điểm của giọng hát Ngọc Sơn là vang. Nếu các bạn hát không có khoảng vang thì không phải là Ngọc Sơn. Và hát phải ngắt chữ ra. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rung 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 nhiều lên, vang nhiều lên và ngắt chữ nhiều ra thì đó mới là Ngọc Sơn. Và tay chân đúng như năm nó luôn rất hồn nhiên, đưa ra chúm lợi thục thò. Thí dụ em đang hát xuống hít đất càng tốt. Đó là Ngọc Sơn, ok? Lâu lâu hát xong gồng khoe chuột nữa. Đố em câu cửa miệng của anh Ba là câu gì? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đó. Ok. Nói cái chữ bé. Nói y chang vào luôn. Giọng rất giống. Nói y chang cái sơn luôn. Đó các bạn thấy không? Để ý thần tượng là phải như vậy. Làm khán giả phân vân. Thì dĩ nhiên hai anh số 3, số 4 thấy là mình đã hơi có vấn đề. Thật ra chú Chí Linh với anh Trường Vũ mặc dù cùng một phong cách, nhưng hai trường phái đã khác nhau. Ví dụ chú Chí Linh là giọng nhựa đại chữ mà hát. Ví dụ như là này là áo len, bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen. Cái giọng hát của chú giống như là caramel mà mình đốt nóng chảy ra vậy đó. Nhưng anh Trường Vũ, thí dụ như ăn caramel xong anh Trường Vũ lại là cái đời sau thì anh hay ở. Cái gì anh? Ở em, đặc điểm của Trường Vũ là ở. Mà ra là Trường Vũ nè, đầu tiên nè, mặt nè, phải vậy nè. Không dám như buồn ngủ à. Ngơ ngác giữa trời mặt đời. Mặt như mới bị ai bỏ mặt, vậy đó. Mặt cúi xuống, đúng. Mặt cúi xuống, mặt cúi xuống. Trường Vũ là cúi xuống, ngước lên, mặt như mất số gạo. Kiếp nghèo mà, kiếp nghèo mà. Đó, Trường Vũ là con đường xưa em đi, vàng lên mái tộc thể ngọ. Hồn sừng tai thì... Không phải có cái ở đâu đó. Dứt khoát phải ngắt chữ ra thì mới là Trường Vũ. Những cái đặc điểm đó là chiêu, các bạn phải để ý. Cảm ơn tất cả ý kiến từ các vị giám khảo. Và mong rằng các bạn thí sinh sẽ ghi nhớ những điều mà giám khảo vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Riêng bạn số 3 là có ghi nhớ lời giám khảo Trấn Thành, nhưng mà giảm bớt khoảng 50% cái đoạn ở nha. Đúng rồi, anh Trấn Thành anh giới thiệu, anh giới ví dụ như vậy. Nhưng mà qua cái sự mà nó hơi ấn tượng hơn tí xíu để mà có thể là các bạn có thể nhớ được và ghi nhận nó rõ hơn thôi. Nhưng mà thật sự thì khi anh Trấn Thành chia sẻ thì bớt lại 50%, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam chính xác ạ. Dạ, cảm ơn anh. Hey, are you ready tonight? Hãy subscribe.
chẳng thấy đâu, thôi chẳng mong chờ, thôi chẳng hy vọng không. Không cần nữa. I don't need you baby, I don't want you baby. Đã nhắm mắt quay lưng đi, hãy cứ đi đi. Không một lời, không cần người bên em nữa. I don't need you baby, I don't want you baby. Có nhức kéo thêm được gì, đừng nói thêm chi. Sáng tác của Châu Đăng Khoa. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô và nhóm về Cadillac rất nhiều ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh máu lửa quá rồi đúng không ạ? Hình như cô này mới tham dự cuộc thi đúng không? Ủa lạ quá anh. Lạ đúng quá. Rồi, lột xác sao mà lột người ta nhận luôn. Không ra. Đan Trang, em giải phóng hoàn toàn hình thể của mình. Từ vòng đầu và đến những vòng gần đây, em vẫn trong những cái tà áo, những cái chiếc váy và rất là những cái bài ballad nhẹ nhàng thôi và rất là nội tâm giống anh. Nhưng mà tối ngày hôm nay em đã thực sự với những cái bước nhảy vô cứ làm giật mình hoài hả? Dạ nói tiếp đi anh ạ. Anh nội tâm anh nói tiếp ạ. Xin lỗi cô Tư, nội tâm nhưng mà mình phải dàn xuống rồi trầm xuống một chút xíu. Thực sự là với những cái bước nhảy của em hoàn toàn là thuyết phục được anh, nó phá vỡ cái hình tượng nội tâm của anh và đỉnh đạt cần có. Trời ơi trời ơi. Anh không cần nhấn lại cái sự nội tâm của anh đâu, khán giả cả nước ai cũng biết điều này ạ. Phá vỡ hình tượng nội tâm chứ trời ơi trời. Thì em tương tác với Vũ Đoàn, em di chuyển dường như là em phủ khắp trên sân khấu với những cái động tác hình thể của mình và vẫn giữ vững những cái phần hát. Nhưng mà anh thấy là cái tình cảm của anh đã đặt vào trong cái phần trình diễn vừa rồi rất là nhiều. Và nó rất xứng đáng là một tiết mục mở màn vô cùng hoành tráng và hấp dẫn. Xin mời nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Trước khi em bước lên em trình diễn bài hát này thì chị có đi ngang qua em khi mà lên cái ghế ngồi. Chị thấy Đan Trang ngồi dưới, vừa ngồi mà vừa có như là tập động tác rất là chăm chú. Và đó là những cái công lao mà cái kết quả bây giờ em có được trên sân khấu. Đó là cái tâm lầm nghề của em và cái điều đó khiến em sẽ thành công trong tương lai nhá. Chị rất là phải nói rằng là khen ngợi cái tinh thần của em. Và với bài hát vừa rồi, cái điều mà chị khen nhất ở Đan Trang là như thế này. Em không nhảy thường xuyên, nhưng mà khi em nhảy cả một bài mà cái làn hơi của em nó không bị hụt hẫng, có nghĩa là em không bị hát chân phô, em vẫn giữ vững cái cột hơi của em. Điều đó là một cái điều rất khó, vừa nhảy vừa hát live mà để giữ vững cái cột hơi, mà để cái giọng hát mình nó không bị chênh phô, nó rất là khó, kể cả so với những ca sĩ chuyên nghiệp. Mà em đã làm được điều đó thì phải nói là chị tặng em một tràng pháo tay thiệt lớn. Và có một vị giám khảo cũng nhảy nhót không kém, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Em mời anh ạ.
Tôi nhảy là tại vì nhìn kế bên cái người phụ nữ không bao giờ nhảy cũng nhảy theo, đó là bà Tư Cẩm Ly. Trời ơi, bà làm gì bà trở quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Rồi em biết không, em làm cho chị Ly mà phải feel theo em luôn thì cái điều đó khó. Tại vì chị Ly chỉ là bình thường, chị bình sinh chỉ là cái người rất là nghiêm túc hả, mà chị feel theo một cái bạn thí sinh nào đó, rõ ràng là em lôi chị vào cuộc, em không cho chị được phép làm giám khảo, em bắt chị là khán giả của em. Và chưa bao giờ em làm anh thất vọng cả, bởi vì bất cứ một lần nào em lên sân khấu lại là một cái mới để coi, lại là một sự nồng nhiệt mới, lại là một sự nghiêm túc mới, một sự hoàn chỉnh mới. Em cho mọi người thấy đúng như chị Minh Tuyết nói là cái tâm làm nghề, cái máu, cái sự nỗ lực, cái quyết tâm em dành cho cái cuộc thi này. Hát như một ngôi sao, mặc dù em có thể hơi tròn thật nhưng mà chưa bao giờ em có vấn đề về ngoại hình của mình cả, chưa bao giờ nó cản trở em một cái gì cả. Người ta vẫn tin em là Hồ Ngọc Hà trên sân khấu, bởi vì em với Hà giống như hòa lại là một. Rất cảm ơn em về tinh thần này, và em cho đến thời điểm này là một trong những ứng cử viên sáng giá của anh cho ngôi vị vô địch. Chúc mừng Trần Thuận và Đăng Trang đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo, mời ca sĩ Minh Tuyết. Trời ơi Thuận ơi, hôm nay lúc mà em ngồi trên đó, đầu tiên là cái hình tượng của em ngồi, nếu nói thiệt không ai biết, nhìn tưởng Hà Anh Tuấn rất giống luôn, giống dễ sợ luôn. Đây là bài hát mà chị nghĩ rằng là em hát giống Hà Anh Tuấn nhất và hát tốt nhất từ đầu chương trình tới bây giờ của em. Cái cách mà em luyến những cái câu nói, trời, xa em kéo xong lên, héo, trời ơi, nghe nó héo luôn vậy đó. Nghe nó đã lắm, nó đúng là Hà Anh Tuấn luôn. Trời ơi, chị nói thôi chết rồi, sao kỳ này, sao thí sinh nào cũng hát hay, kiểu này chắc chết quá. Thì đến Trang vào, vì giống quá đi, thì mọi người thích điên cuồng luôn. Nhưng mà đến cái điệp khúc thì Trang lại bị tuột dốc một chút xíu. Cái cao độ của em nó không có, nó không phải là phô nhưng nó không có đã. Trang hiểu không? Chị cảm giác có lẽ là vì Trang muốn ém nó, hơi nó vào để cho nó nhẹ nhàng, cho nó tình cảm, cho nên nó làm cho mọi người tức á. Tức vì đang quá hay á, Trang hiểu không? Đó, thì chị chỉ tiếc cái chút đó. Tiết mục vừa rồi thật sự quá tuyệt vời. Ở phần đầu, một Hà Anh Tuấn, Lâm Trần Thuận, anh có phần cảm thấy hơi có lỗi một chút. Vì tập lần trước á, anh thực sự không đánh giá cao em bằng một số trường hợp khác. Và hôm nay thì anh đã cảm thấy mình có lỗi khi mà em hát những cái câu vô cùng tình với những cái ngân rung. Và thực sự là thuyết phục anh hoàn toàn. Còn về phần của Đăng Trang, hôm nay em hát cái đoạn đầu rất rất là hay. Nhưng mà về phần diễn của em á, thì anh chỉ ước là lúc kết á, anh biết là giấc mơ và hai người là hai cái không gian.
không thể nào chạm với nhau được. Nhưng mà anh ước giá như mọi người có thể cố lại gần nhau hơn, nhưng không thể. Thì lúc đó nó sẽ càng dây dứt hơn cho cái bài này rất nhiều. Dạ, giờ sao cũng xin cảm ơn những lời góp ý như là nhận xét từ ban giám khảo để dành cho hai thí sinh. Xin cảm ơn các em.